3 triển lãm mỹ thuật đang diễn ra trong tháng 9 này tại Hà Nội. Đầu tiên là triển lãm Thỏa đang diễn ra tại Tech Space, địa chỉ tại 20 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Triển lãm lần này tập hợp các họa sĩ trẻ cá tính với phong cách vẽ độc đáo. Đây, ông anh mình thì có tranh và đang thuyết trình về bức tranh này đây, mọi người nhớ xem qua nhé. Bao gồm các chất liệu từ điêu khắc, sơn dầu, sơn mài, trông rất là hiện đại và ấn tượng luôn. Tiếp theo là triển lãm hữu nghị Việt Nam Singapore đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm ở đây vẽ về lịch sử văn hóa của hai dân tộc và bao gồm các họa sĩ từ Việt Nam và Singapore vẽ với rất đa dạng nhiều chất liệu khác nhau. Và đây là một tác phẩm mọi người thể tương tác trực tiếp với cái màn hình, trông khá là hay ho nè. Triển lãm hay mà 14 tháng 9 đã kết thúc rồi nên mọi người qua xem nhanh nhé. Và cuối cùng là triển lãm Trăng Moon đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nhật Bản. Đây là một triển lãm của một họa sĩ người Nhật, bao gồm rất nhiều các bức tranh sơn mài liên quan đến chủ đề trăng, trông rất là đẹp và sang xịn mịn luôn. Và mình còn được tặng cả postcard nữa nè.